Xin chào, tên tôi là Thế Lâm và hôm nay tôi sẽ thuyết trình về kiến thức cơ bản về đàn piano hay còn được gọi là đàn dương cầm. Đầu tiên, đàn piano là gì? Đấy là một loại nhạc cụ sử dụng bộ dây phím âm và nó rất phổ biến và được yêu thích trên toàn thế giới. Đàn piano được hình thành như thế nào? Đầu tiên, những chiếc piano cổ điển hay còn được gọi là dương cầm thì là loại đàn được hoàn thiện từ những chiếc đàn clavecin từ khoảng thế kỷ 16 đến 17. Sau năm 1750, sự phát triển piano được diễn ra theo hai hướng cơ bản. Một là đàn piano được thiết kế nặng hơn và phức tạp hơn ở Anh, còn ở Đức, một loại nhẹ hơn và đơn giản hơn được sản xuất do một nhà sản xuất tên là Johann Andreas Stein xây dựng. Và đây chính là những chiếc đàn mà Mozart và Beethoven đã chơi và dàn soạn nhạc trên đấy. Mặc dù được phát triển theo nhiều hướng khác nhau nhưng mà đặc điểm cơ bản thì không bao thay đổi. Đầu tiên, đàn piano luôn luôn có 88 phím tương đương với 7 quãng 81/3 và nó có 52 phím trắng và 36 phím đen. Mỗi quãng 8 đàn piano thì có 12 phím gồm 7 nốt trắng và 5 nốt đen. Đàn piano tạo ra âm thanh bằng cách gõ những chiếc búa bọc nỉ vào những sợi dây thép. Sau đó, những phím đàn sẽ tiếp tục ngân vang ở tần số cộng hưởng của nó. Những rung động này sẽ được truyền qua những chiếc cầu và được những soundboard hay còn được gọi là bảng cộng hưởng tiếp tục phóng lại phức đại lên. Đàn piano có rất nhiều ứng dụng. Trước tiên là nhạc jazz, nó có thể được dùng để solo như một nhạc cụ độc lập, hoặc là nó có thể đệm cho các nhạc cụ khác, hoặc là cho người hát. Nhạc cổ điển thì nó có thể những bản sonata soạn cho piano, concerto và các dàn nhạc mazurka. Với các thể loại nhạc khác, nó có thể được dùng làm nhạc cụ đệm cho người hát, các nhạc cụ khác hoặc là một nhạc cụ độc tấu với những bản nhạc không lời được soạn riêng cho piano. Đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mong là qua bài thuyết trình này bạn có thể có những kiến thức cơ bản về đàn piano.